Vâng, xin chào các bạn, tôi là Tuấn Anh đến từ phòng khảo sát của công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Và hôm nay tôi đang có một chuyến khảo sát về cho gia đình anh Nguyên tại đại từ Thái Nguyên để tiến hành khảo sát thiết kế cho gia đình anh một mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật. Và sau đây xin mời các bạn sẽ xem quy trình chúng tôi tiến hành khảo sát tại khuôn đất của gia đình nhà anh Nguyên tại đại từ Thái Nguyên nhé. Đây tôi xin giới thiệu khuôn đất của gia đình nhà bác tại Thái Nguyên. Rồi. Khuôn đất nhà bác thì là bác sẽ đã mua sẵn gạch đây rồi nhá. Đây, thì bác sẽ xây dựng là cách cái bờ tường sau này 3,5 mét. Và cách cái nhà hàng xóm bên này là 3,5 mét thì đến là đất của gia đình bác. Và bác sẽ bố trí là song song với cái ngôi nhà này. Thì toàn bộ hệ thống cấp điện cấp nước của gia đình bác thì nó ở đằng sau này luôn. Và đất của nhà bác thì là đất đồi, bác đã dọn hết mặt bằng đây rồi. Đấy, thì đây. Phần sân thì không phải tôn nữa. Đấy. Sẽ nằm ngang cốt với nhà máy này luôn. Đấy, đây là khu vực gạch ở phía trước rồi nha. Thì ở đây là mình dùng hết hệ thống là hệ thống nước máy và hệ thống cấp điện ở phía trước đây. Đây là cổng đi chính của ba nhà. Đấy, khu đất của gia đình bác thì khá là thoải mái về cái mặt sổ sổ. Mình xin chào bạn, sau đó tôi xin giới thiệu khuôn đất của gia đình nhà anh Thức tại đại từ Thái Nguyên. Thì khuôn đất của gia đình nhà anh Thức thì nó sẽ nằm ở cái đường màu đỏ này. Đây, ở cái đường màu đỏ này chính là khuôn đất của gia đình nhà anh Thức. Và cái bề rộng đất là 12 m, và chiều sâu của đất thì là nó cũng khá là phẳng lặng các bạn nhé. Nhưng mà có điều đặc biệt là khuôn đất của gia đình anh thì là nó sẽ đi theo như thế này. Nhưng mà anh sẽ xây cái nhà thì lại song song với cái nhà bên này. Những cái nhà bên này thì nhà của anh chị anh ấy, và cái hướng nhà nó sẽ là nằm cái hướng này luôn. Nên các bạn lưu ý để bố trí cho anh ấy nhá. Thì cái một cái hướng chính của gia đình anh ấy thì sẽ quay ra hướng là 221 độ Tây Nam. Còn cái sảnh phụ của anh ấy sẽ quay về hướng bên này. Đấy. Và một cái đặc biệt nữa là ở trong cái khoảng cách, tức là cái phần mà lưu không giữa hai nhà, là nhà anh ấy và nhà của anh trai. Đấy, thì nó sẽ rơi khoảng tầm là 5 m, gần 5 m gì đấy. Sẽ đi theo dọc dọc đường này. Đấy, thì sau này anh sẽ bo toàn bộ khuôn nhà theo đúng cái nhà này. Và đây này là nhà của bố mẹ này. Đấy, hệ thống cấp điện cấp nước thì nó nằm ở phía trước này. Và anh muốn làm lên là làm lên theo cái thông tin này đây. Thứ nhất là anh ấy làm phòng thờ của phòng khách chung này, 4 phòng ngủ, trong đó có 1 phòng ngủ master này, nhà vệ sinh chung này và bếp ăn này. Đấy, thì hướng chính là 221 độ Tây Nam. Toàn bộ cửa của anh ấy làm bằng cửa chinh pha, không có cửa gỗ. Trần bê tông trật phẳng, tầm 700 triệu và tối ưu nhất có thể cho anh ấy. Đấy, đất ở đây hoàn toàn là đất đồi. Các bạn lưu ý để làm cho anh ấy nhé.